Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Hai mặt tiền quý vị nha. Hai mặt tiền luôn. Lộ giới 12m2 bên quý vị thấy không? Đẹp. Ra gấp 2,25 tỏi. Cực kỳ hời quý anh chị nha. Ngày hôm nay em Hải chọn ra review cho anh chị mình một lô đất hai mặt tiền ngang 5m, cực kỳ hời, phải nói là hời số 1 luôn. Em Hải này, review bất động sản không đồng, review miễn phí và em chỉ review những bất động sản sổ hồng riêng. Anh chị yên tâm nhá. Thành phố Di An, thành phố Thuận An, hai khu vực chính, rất là nhiều nhà đất để cho anh chị xem. Nhớ đăng ký kênh của em Hải nhá. Lộ giới đường hai bên đều là 12m tổng quý chị không? Tính cả vỉa hè cây xanh. Đường này quý chị. Khu dân cư rất là đẹp luôn. Ở đây là xây 2 lầu 1 trệt quý anh chị nha. Đây là thành phố Thuận An nha. Đây là phường Bình Chuẩn nha. Em sẽ chạy từ ngoài chợ Phú Phong vào lô đất cho anh chị dễ hình dung nha. Xuất phát điểm đây, chợ Phú Phong đây quý anh chị theo. Đó. Chỗ này là đường DT743, mình đang di chuyển trên đường DT743. Con đường này vừa mở rộng vừa nâng cấp, chạy thẳng một đường là về thành phố Thủ Đức 8 km, tới cầu vượt Sóng Thần thành phố Thủ Đức quý anh chị nha. Một đường thẳng nha. Đó, rồi. Giờ chạy lên đây quý anh chị theo. Khu dân cư Phú Hồng Thịnh 8. Đó, mình vào cái cổng nha, bắt đầu chạy thẳng vô một đoạn là tới quý anh chị. Vậy là lô đất của mình cách cái chợ Phú Phong và đường DT743 chỉ khoảng 300m thôi. Khu dân cư đẹp không quý chị ơi? Phủ kín khoảng hơn 80% rồi. Đó, thấy quý chị không? Toàn nhà lầu, khu dân cư cực kỳ đẹp ha. Đó, mình chạy xuống đây một xíu là tới lô đất của mình này. Đây. Đây là khu dân cư Phú Hồng Thịnh 8 mở rộng quý chị nha. Vỉa hè trải dài hai bên này quý chị thấy không? Cực kỳ thoáng luôn quý chị. Cái lô đất này này, ở hay là đầu tư đều là ok. Tại vì sao? Những cái lô đất hai mặt tiền như thế này là trong một khu dân cư không có nhiều, nó thuộc dạng bất động sản khan hiếm quý chị nha. Và gần như là anh chị nào cũng mong muốn sở hữu. Tại vì xây nhà lên là cực kỳ thoáng luôn quý chị ạ. À. Ở thì bao đẹp luôn rồi. Đó, một con đường ô tô, đường thông hai đầu, khu dân cư quy hoạch chuẩn bài bản đẹp quý chị nha. Hai mặt tiền anh chị ơi, ngang 5 dài 10. Tổng lô này 6-7m, thổ cư hết, sổ hồng riêng, sang tên ngay, ra phòng công chứng luôn anh chị nha. 2,25 tỏi là còn nói chuyện, anh chị muốn gặp trực tiếp chủ, ok luôn. Rồi, anh chị thấy phù hợp, vào việc.